Trời anh chị, thời điểm này là chưa có Tết, còn tầm khoảng là bây giờ mới có tháng 10 thôi. Còn tầm khoảng 3 tháng nữa mới đến Tết, 3 4 tháng nữa đến Tết mà coi hoa của em nè, nó đã nở hết vườn luôn rồi các anh chị. Đây là toàn bộ những cây bò tím rất rất đẹp luôn. Thì hôm nay những cái chậu bò tím thiết kế như thế này phi là phi 25 chị đang trồng than rất đẹp. Thì những cây này á em nhờ các anh chị mình cứu em ha. SOS các anh chị ha, với những cái chậu bò tím như thế này chia sẻ cho các anh chị mình 220.000 thôi, em bao phí vận chuyển. Thì những cây bò tím này các anh chị mình có thể lựa chọn để mình tặng nè, mình tặng trong dịp 20 tháng 10 nè các anh chị, 20 tháng 11 rất là thích hợp luôn. Những anh chị nào ở xa em sẽ lựa cho mình những cái chậu vừa hoa vừa nụ như thế này ha, để cho các anh chị mình tặng cho hoa nó nở vừa và nó sẽ không có bị tàn. Với những cái chậu bò tím mà vòi nụ vừa phải như thế này thì em gửi đơn cho các anh chị mình cũng cực kỳ ok luôn. Tại vì ngay thời điểm này á, hoa nó không đúng Tết nên các anh chị mình mới mua được với mức cái giá rẻ này. Nhưng mà nếu tầm khoảng là gần giáp Tết á, mà những chậu bò tím đang hoa đang nụ như thế này thì sẽ thương lái người ta mua hết rồi và anh chị mình sẽ không bao giờ mua được giá này. Bởi vì lúc đó thì những cái chậu tác phẩm như thế này anh chị mình bỏ ít nhất là phải 300 cho tới 350 một chậu. Nên hôm nay anh chị nào có yêu thích cái mã hàng bò tím thiết kế như thế này thì mình có thể liên hệ với em ha. Ngoài những cái cây mà đang hoa đang nụ các anh chị mình về mình chơi liền á, thì trên những chậu này nó cũng đang sưng hạt bắp rất là nhiều. Khi các anh chị mình chơi xong lứa hoa đó, đồng thời ở dưới gốc các anh chị mình bón thêm phân bón gốc ha, phân 3 số 10 hoặc là nhà mình đang xoài xài loại nào cũng được. Thì các anh chị mình kết hợp thêm để cho cây nó đủ lực đủ sức để mình làm cho mùa hoa Tết vẫn kịp.